chuyển động nhanh, bứt phá mạnh cùng xe đạp điện Decathlon, Decathlon và Micromax. Mẫu xe đạp điện hoàn toàn mới, thuộc phân khúc cao cấp và bền bỉ tiết kiệm nhất trên thị trường hiện nay. Cảm hứng thiết kế và ứng dụng trên nhãn dựa trên nền mẫu từ tác phẩm điện ảnh kinh điển John Legacy. John và Zip Micromax đại diện cho sự mạnh mẽ, bền bỉ mà không làm mất đi sự uyển chuyển linh hoạt của dòng xe đạp điện 2-inch truyền thống. Động cơ mạnh mẽ công suất 450W, 4 bình, 12A 48V, động cơ chống nước tuyệt đối. Cho cự ly di chuyển đến 50km trên một lần sạc, yên tâm cho cả chặng đường dài. Giảm sốc công nghệ giảm chấn bằng dầu thủy lực, cho phép hoạt động với tần suất cao. Van đúc hợp kim chống rỉ, thách thức mọi thời tiết. Cụm van cơ cho độ bền cao, an toàn, thích hợp di chuyển cả những địa hình dốc. Cho tự động Cruise Control tích hợp, giúp vận hành rảnh tay như xe hơi, với hai chế độ sang số vận hành, nhanh và chậm. Đèn cảnh báo năng lượng rõ nét trên đồng hồ công tơ mét, giúp bạn kiểm soát chặt chẽ tình trạng vận hành của xe. Xe đạp điện Decathlon, Decathlon và Micromax được ứng dụng công nghệ sơn bóng với tem nước và giải màu mới trẻ trung cá tính, phù hợp với các bạn trẻ năng động. Đỏ đen, đỏ trắng, cửu long và y xám. Decabyte tự hào là hãng xe điện có thị phần hàng đầu với các dòng xe đạp điện 2-inch bán chạy nhất trong 2 năm liền. Decabyte luôn dẫn hướng thị trường về kiểu dáng các dòng xe 2-inch mới nhất, chuyển động nhanh, bứt phá mạnh cùng các mẫu xe đạp điện Decathlon và xe đạp điện Decazip, Deca Micromax. Xe đạp điện Decathlon giá bán từ 10.900.000 đồng, xe đạp điện Decazip và Micromax giá bán từ 9.500.000 đồng. Hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm nhái thương hiệu Decabyte, hãy là người tiêu dùng thông thái, chọn mua đúng xe đạp điện Deca chính hãng với tem và mã số kích hoạt, bảo hành điện tử được dán trên thân xe. Xe có giấy tờ đăng kiểm đúng tên chính hãng, không cần đăng ký biển số. Sở hữu xe dễ dàng, thuận tiện, trả góp với khoản trả trước chỉ từ 3 triệu. Nước Decabyte, đúng chất, cool ngầu, dẫn đầu xu hướng.